rồi đỡ. Bây giờ chịu uống cà phê sữa không nè, quay ra đây nói chuyện với cô coi. Không còn là tiếng Trung nữa rồi. Đó, tính đây đó. Tiếng Trung Quốc. Mày nói tiếng gì đâu phải tiếng Trung Quốc. Tiếng Thiên. Kiểu đi 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 đi. Cái chị qua nói chuyện với nó. Không phải tiếng Trung Quốc đâu. Cho em hỏi thăm nè, em nghe bà ngoại nói á, là cháu nó là từ bữa mùng 9 Tết á, là bắt đầu là có cái biểu hiện lạ như vậy đó chị. Đúng rồi. Là bữa đó là đầu tiên là nó như thế nào chị? Đầu tiên nhất đúng không? Dạ đúng rồi. Thì nó có mắt cái trắng xác vậy nè, cái nó nhảy qua nhảy lại vậy nè, cái nó ổn, ổn cái mình cái nó vậy đó, nhà nó đứng cái cửa nó ổn vậy rồi trong tôi nghỉ. Mà cháu nó có đi ra ruộng ra đồng gì không? Không, không có đi đâu chân. Là trước cái lúc đó thì tỉnh bơ à, nói chuyện đồ bình thường à? Bình thường. Dạ. Là cháu nó thương giống như là bình thường là có làm gì tiếp chị không, phụ giúp chị không? Rửa đi. Bình thường á cháu nó nhà nó có giặt đồ hay là nấu cơm đồ? Có, giặt đồ đó. Vì là ngoan lắm ha. Lúc đó cái cầu nó cũ rồi, giờ chị Tư quá nó làm á, có bữa nay nó 4 bữa làm lại. Cái dạ. Nó giặt đồ, nó cũng giặt bình thường, nó không ngồi vậy đó, giặt vậy đó. Ừ. Nó 4 bữa hai dồn dặn giặt cái mà thì những lời dạy cho con 4 bữa thì con giặt đi, dồn dặn cái và dặn cái một cái đó nó nhiều vậy đó. Ừ. Thì 5 bữa không có nữa rồi. Nói chung là hiện tại chị có chở chị đi chở cháu nó đó đi khám đồ chưa? Dạ không. Sao vậy chị, sao không chở cháu đi khám đồ cho biết là tình tiền đã, nó không có tiền mà sao khám, tiền ở đâu mà khám? Là mình không có tiền hả chị? Dạ, cũng như trong em thì thấy hiểu rồi, tiền bạc nó không có. Chàng tiền ơi, không có. Như một ngày lụm cho trai của mình được nhiêu tiền nhà cô một Long? Ngày á. Dạ. Một ngày thì nói chung là một ngày sao chưa có bác. Dạ. Khoảng 4 ngày. 4 ngày à? 4 ngày cũng như chắc cái trưa vậy đó. Dạ. Chứ trưa cái sáng ăn cơm rồi trong chua quá, sợ suy nghĩ đói cái nấu cơm rồi trong chua rồi cho con ăn rồi. Mấy dây lụm. Ừ. 4 ngày được 35 ngàn. Rồi 35 ngàn đó mình mua đồ ăn sao? Mua đồ ăn rồi mua bột ngọt. Rồi mua muối rồi đặt đi. Ừ. Rồi mua 30 ngàn thì mua được 20 ngàn đồng cá rồi. Ừ. Rồi còn bột ngọt thì 9 ngàn. Chị cho em hỏi thăm nè. Từ cái lúc mà cháu nó xảy ra giống như vậy đó, rồi chị có lại gần cũng như là tắm cho cháu hoặc là đút cơm đồ cho cháu được không chị? À, đút cái thì nó không có ăn, nhưng mà ngặt cái là cũng như bới sẵn. Ngay đầu là sao ngoại? Đưa hỏi cho nên con không có nói, con từ mẹ lại đang chặn con hả? Ừ. Đây là cũng như kiểu gì nè, thì bới nửa tô cơm rồi để lại trước mặt cái nè. Trên cái chiến bên đó để cho nó ăn đi, rồi nó muốn ăn rồi nữa. Không dạ. Đúc. Là tự ăn được, tự ăn, còn biết ăn. Tự ăn luôn, ăn hết một ngày tới một kia. Dạ. Mà tới lên cân nó đau rồi. Ngộ nha. Tới lên trắng trắng con mắt à. Là hai mắt trắng luôn nha. À. Ừ. Là cái lẫn quan lại ngoài cái rồi cái này phát ra, phát cái tay ra. Thì em cũng gắng, cũng như chị nghĩ gắng, đặng cho nó ăn rồi trong xuôi đi rồi mình mới đi ra. Ừ. Nói con ơi ăn cơm đi con, ăn đổi nghe ngoan nha, mẹ không lắm. Nè nấu cơm nè, cho con ăn nè.
ăn cơm với thịt thịt nè, cái ăn cơm cá thì nói vậy, cá kho rồi gì đó, cái nấu con chua, cá chiên, nói cho nó nghe vậy, cái ngồi ăn hết chân rồi cho cơm rồi, cái nó để bên vậy. Ừ. Bên nghe cái chỗ mà nó ăn chưa có ăn đó nha, em để nó nha, để bên đây. Dạ. Cái để bên cho em lấy cái tô. Nó có ăn rồi. Cái không biết luôn nữa, cái không biết nữa. Dục luôn. Dục bên bên. Ừ. Thì dục rồi xong chui rồi em mới làm như kiểu em đứng ở chặt cửa bên vậy đó, em thấy nó dục. Vô từ từ ha. Chứ không phải em vô từ từ. Đó, đi bước từ 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 vô rồi mình lụm cái tô. Dạ. Không xuống mình lụm cái tô rồi mình đem ra. Đem ra khi để đó đó. Để bên đó nó ngay gần cái gỗ đó đó. Dạ. Rồi ngồi mới đi rửa. Ừ, như vậy nói chung là có bữa nào mà từ hôm bữa mùng 9 tới giờ á chị, có bữa nào mà cháu Nhi á là tỉnh lại giống như là người bình thường không? Ở ngày có ngày nào tỉnh không? Nói chung là tỉnh bình thường. Có bữa nào tỉnh không chị? Là từ hôm bữa mùng 9 Tết tới giờ á. Ngáo gì đó. Cũng tỉnh ha nhưng mà không chịu nói chuyện ha. À con không có nói chuyện mà nhiều khi nó nói tiếng Trung Quốc không, lum xum vậy, nó nói tiếng đó đó. Tiếng Trung Quốc không à. Chị cho em hỏi thăm nè. À, hồi xưa đó vì sao mà gả cháu qua nước ngoài vậy? À, thì cũng như kiểu như ta nói thất lạc thì ta bắt nó đi. Là cháu nó đi lạc rồi người ta nuôi hả? À, người ta nuôi đâu bên cái Trung Quốc. Trung Quốc. À, đi lạc sao qua tới bển nhiều quá dữ vậy? Ta bắt nó, ta dụ nó đi. À. Ta đi từ năm mười mấy. 14. Dạ, năm 14 tuổi luôn ha. Là tới bây giờ 10 năm rồi. Chàng ơi là đi được khá là lâu quá. Đó, đúng không? Có nghe nói có được một đứa con phải không? Nói chung ra là đi về thì nó có kể em rồi, nó có đứa con rồi, 4 tuổi rồi. Kể cho chị nha. Là có đứa con 4 tuổi. Ép á, cũng như kêu bên đây, bên kia người ta bắt á, bên cái gì Cao Bằng câu gì đó. Ừ. Là ra tới Cao Bằng luôn. Đúng. Chàng bắt ơi. Nó rồi trong chui rồi cái là cái mấy kêu mấy ông bắt đó đó, cái ông đó mấy ba nó bán cho bên Trung Quốc, cái người bắt nó đó, nó bán cho Trung Quốc. Ừ, bán cho nước ngoài ha. Dạ. Ừ, là lưu lạc rất là nhiều giai đoạn. Nhưng mà sao mà chị biết được cái điều này? Không, nó nói nhiều rồi thôi, em chỉ biết nhiều thôi. Là đi quay về đây là kể ha. Đúng. Rồi, là lúc về đây là còn tỉnh hay chị ha? Kiểu như nó tỉnh tuồn, nó kể là lúc đó là nó ăn cơm là sáng rồi. Và cái nó ngồi cái nó chạy cái chiếu ra. Tối thì nó ngủ á, chặn vàng nó ngủ rồi, 6 giờ nó ngủ rồi. Thì cái sáng cái nó cuốn cái chiếu ra đằng bên. Ừ. Cái nó nói mẹ ơi, con kể cho mẹ nghe vụ ra bên Trung Quốc. Ừ. Con có cái con rồi, có chồng rồi mà cũng như kiểu này người ta bán ta ép có chồng. Ừ. Con có kể là gì đâu, con cũng thời có kể tiếp cái gì nữa không cô? Không có nhiêu đó thôi rồi, thôi đó là vậy hả trời, có nói gia đình mà chồng sao không bắt đâu rồi con gái đâu, con của chị Nhi đâu, con trai ba và chị ba chồng bắt. À, mẹ chồng giữ lại là nó bị quýnh bằng dài, dài đúng quýnh bằng cái chiếc giày ông cởi ông quýnh đó. Ai quýnh? Ông và chồng quýnh, cái thằng chồng thì nín khinh là bị giận, nhà chồng quýnh thằng trời bắt đầu á là bằng chiếc giày á hả? Chiếc giày là dùng chiếc giày để lên đầu đã bỏ ông cởi ra. Ừ. Ông, nó nói là ông cởi ra rồi coi chiếc giày ra, ông quýnh lên trên cái tay này, trên cái trán thôi như là trên cái trán á, là dùng tay dùng chân mà cầm chiếc giày tác động vô chúng vô đầu của chị Nhi. Chàng ơi, ông nói nhiều thôi à, chứ em biết có nhiều đó thì nhiều đó, nó trời ơi mẹ đâu có biết Trung Quốc gì đâu mà con kể. Bắt vậy đó. Mà có tiền không chị, khi về có đem tiền về cho chị? Dạ không có đồng bạc nào chân á, chỉ là cái đoàn đó là đoàn của người ta đem đi về với đúng rồi bên người ta giúp chị ha. Đúng chị dạ. Chị không biết là hôm nay cũng biết là cái người mấy cái đoàn người ta đưa nó cho chị à. Dạ rồi khi chị Nhi về đây gặp cô rồi có nhà nhận ra mẹ liền không? Biết chứ, biết cũng như cái đó là rồi cô có nhận ra chị Nhi không? Nhận chứ, nó có hai đồng tiền mà còn trẻ mà. Ừ. Giờ nó vậy đó, gương mặt thì vậy sao là nhớ lúc mà nó bên một ngày nó thì nói chung là nó cũng vậy đó. Như vậy là mà cái khoảng đó, mà 14 tuổi thì nó hơi ốm, bây giờ nói chung cái nó vậy nó mập là lù à. Cái khoảng mà thời gian mà chị Nhi đi á, chắc trải qua những cái ngày tháng cực khổ lắm ha chị ha. Chứ em cũng không biết vụ đó bên đó nữa. Ừ. Nhưng mà nó kể như thế thôi thì em chỉ nghe như thế thôi. Nói mình nghe mà thôi. Dùng chiếc giày mà dùng tay dùng chân đồ là mình thấy tội nghiệp cho chị. Nói là ghét. Yeah.
nó nhiều thôi. Ừ. Dạ, em cảm ơn chị nha. Dạ. Dạ. Trời, con gái đừng gọi lắm. Cháu dạ, từ về là ngoại cho nhà đi chị Nhi. Vô đi con. Để đụng vô tay chân rồi nó đau chết luôn á. Gửi đi con gái. Gửi con. Bây giờ đang vô. Sau 10 năm lưu lạc thì bây giờ vô trong này về đi con. Rất là lạ của chú chị. Vô trong này đi con à. Xin chào con. Ừ. À, xin chào. Biết ngoại không? Ngoại hay con? Cô giống này gần không? Xin chào con. Em không? Ừ. Nói gần ông ngoại. Ông ngoại nó hình dịch không? Ngoài mà con sợ đó cái nè, nguy hiểm chứ. Nguy hiểm lắm. Nè Nhi à. Nhi. Nguy hiểm. Quậy nói nghe nè. Con vô đó con nằm cho khỏe đi con. Đâu anh nào vô phiên rồi. Ngoan không? Anh Minh Trường nè. Thôi. Nó mất xe nó dẫn. Bây giờ Nhi đang nói tiếng gì? Có là đại tử của mình đó. Nè. Cậu tác ha. Mẹ 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 bé đâu, mẹ của chị đâu cô? Kêu lại không vô được. Gì hả? Đá luôn hả cô? Ngoại ơi, bị em nó bị vậy là lâu chưa ngoại? Mùng 9 Tết đó vợ anh. Mùng 9 Tết hả ngoại? Là tự nhiên cái có biểu hiện lạ gì đó ha. 220. Còn bữa rồi. Nó có sẵn là cái biểu hiện này y chang từ mùng 9 tới giờ luôn hả ngoại? Bà thì như vậy nha. Từ dậy tới lên. Nhưng mà cũng vẫn biết tiền ta. Còn đấy. Còn 50 nữa. Còn biết 50 luôn kìa. Vậy là gớm mất tiêu rồi. Còn tiền kìa. Còn mất tiền 50 rồi. Gớm mất 50 rồi. Ôi gớm mất 50 rồi. 50. Là mất tiền 50 không ngoại? Cũng nhớ tiền nữa các nhà. Bây giờ kiếm tiền. Quên là cậu quên cái còn tiền không quên. Chào quan. Chào đoàn quan. Phải gớt đó không con? Phải gớt đó không? Lại lụm đi con. Giỏi quá. Không, lụm đi. Lụm đi, lụm đi. Để mấy anh này lụm hết chân. Nói chung là gì? Giỏi quá con. Cháu tao giỏi quá. Quán biết tiền. Bây giờ ngoại thái độ con nghe. Hiểu không? Tao đứa luôn hả cô? Con đồ ước luôn hả cô? Giờ hồi nãy là kìm tao nổi hả ngoại? Ông nãy giờ làm không được. Con chào. Cậu ba. Cô nào? Bây giờ bạn đồ ước luôn hả cô? Công an thì có chứng minh. Cậu ba là ai cô? Hả? Cậu ba là ai? Cậu ba nhớ công an lớn của cô. Rồi bây giờ cậu ba đang ở đâu? Ở dưới sông đốc dưới. Ở dưới sông đốc hả? Ừ. Mẹ con rất là tiếc rồi. Mẹ con không nhận. Biết cô không cô? Công an. Ngoại đâu? Lưng. Ngoại đâu? Ngoại đâu con? Ngoại đâu? Ngoại chị đâu chị? Đi rồi. Chị, Y Nhi, ngoại, ngoại đó hả? Biết ngoại không? Biết đó, ngoại đó. Đây, ngoại. Chị Nhi năm nay nhiêu tuổi rồi chị Nhi? Kìa. Đi rồi sáng sơ, ủ yêu gì đó. Đêm đó, đêm đó. 22 tuổi rồi ha. 22 hay là 24? 20. 20. 24. Dạ, 22. Vậy là chị Nhi 22 tuổi ha. Phải không, 24. Rồi ở đâu chị Nhi có tiền vậy? Ở đâu chị Nhi? Chị Nhi ơi, có cái linh kìa. Chị Nhi ơi, ở đâu chị có tiền vậy? Đứng nè. Ở đâu ai cho chị vậy? Ai cho con nghe con? Ca sĩ hả? Chị ca chị ca em bài coi em cho tiền nè. Câm miệng. À. Câm miệng lại. Ca dở quá. Câm miệng lại. Nè. Chị Nhi. Nè nè làm vui cho mấy anh mấy cậu nghe đi. Chị Nhi, hát bài đi em tặng tặng tờ tiền nè. Nè nè chị Nhi. Lắm chứng khang con. Chị Nhi. Tiền nè anh tặng tiền nè chị Nhi. Chị Nhi lấy tiền. Cái thôi đưa đi ngoại ngoại ca rồi ngoại lấy tiền khỏi Nhi khỏi lấy. Nè chị Nhi ca ăn bản em tặng tiền nè. Rồi đưa cao lên. Nè đây đây cao lên. Vậy rồi. Ồ. Rồi ca lắm chứng khang đi. Lắm chứng khang con. Cái gì quên cái tiền không quên ha. Hay thiệt. Cái đó nhiêu chị Nhi? Cái này cũng được. Có kỹ ra đó nhiêu. Cái tờ đó nhiêu? 500 ngàn phải không? Ta là ngoại. Ta là bác Hồ. Nhiêu? Nhiêu. Có kỹ coi nhiêu? Bước cầm tên lên. Rồi bây giờ ca tặng đây là có tờ nữa đó. Con tặng bản đây có tờ nữa đây. Hay chị ca tiếng nước ngoài cho tụi em nghe. Ca nước ngoài. Đúng rồi, ca hay á chị Nhi, ca tiếp đi chị Nhi. Không? Không luôn hả? Ừ. Cô vô được không? Vô mà lộ chị đi. Không được. Không có cho. Không cho lại gặn luôn hả cô? Ừ.
Không biết ca tiếng gì luôn. Đó. Đó. Hay quá. Đó. Kêu trường vô rồi chồng. Thôi. Ở đây là trường Thắng Nhất mà. Có đâu. Có người quen trường đó nhờ. Trường thường vô đây hoài. Không ai thấy là bệnh gì đó sao không cái không chỉ vô phim. Có đâu. Giờ này cũng tầm 2 giờ mấy. Vậy đó hả? Giờ này là dạ. À, kính thưa quý cô chú thì chung là tắm rồi nó không chịu thay đồ. Là không được thức lên căng thẳng. Có một người nó nghe là có mình lên đó. Nó là sao với chị Nhi? À, cô bạn gì hả con bảo? Ai? Bạn gì? Là nghe lại người mẹ nó, thằng đó chứ mẹ nó là bạn gì? Là nghe lời ơn anh trai đó hả cô? Hả ngoại? Hả? Là nghe lời ơn anh trai đó à? Ừ, ừ. Là ăn cơm đồ được không ngoại? Ăn cơm bình thường. Là tự múc ăn ha? Chứ mình để không... gần gần đó nó lấy nó múc ăn, nó để gần đó làm mình đi chỗ khác ngồi ăn hơn. Là sáng giờ chị gái ăn gì chưa bà ngoại? Ăn rồi. Ăn rồi ha. Ăn ổ, mẹ nó cho ăn cơm rồi cho ăn bánh mì rồi. Cũng như là cho ăn bánh mì rồi ha. Bánh mì thịt cho nó ăn rồi. Nhưng mà ngập nó không cho thay rồi làm sao anh? Nhi ơi. Nó không đổ ra nữa, đổ đá ra ngoài. Nhi. Nãy giờ tôi nói gì vậy? Tôi nói gì lớn lớn ở trên nghe coi. Tôi nói được mà lớn lên sao ai nghe được. Nhỏ này vô ta gớt cũng sợ mình vô cái gớt rồi căng lại đây đây căng lại căng lại trốn thì đông quá vô cho anh căng lại không lại gần chị kìa chị Nhi ơi không lại gần chị kìa kêu ra thay đồ đi đó lên này, chứ làm sao vô nhà. Chị Nhi thay đồ đi. Hai không? Đó, thay đồ nha. Dạ. Đứng ban me trường á. Quá căng thẳng. Bỏ. Mày hả trời. Đang me thiện đó. Đâu rồi, dẹp cho mẹ vô ấy, cho mẹ vô ấy. Mẹ vô kìa. Vô vậy, vô vậy. Mẹ vô đi. Đinh không nghe nghe cưng. Dạ, yeah, cho mẹ Trang vô đi. Hả? Ừ, chị nói nhỏ nhẹ đi. Thầy cáo ngoài này còn quay quay. Không chịu luôn hả? Mẹ lại gần không được luôn hả chị? Không, tôi không gần đó, thầy thấy rồi đó. Dạ. Yeah. Anh thấy. Lại gần không cho luôn nha. Không cần không thay đồ mà nước nó còn vậy. Căng màn ra cho em đi. Căng màn ra cho mẹ con làm cho mẹ con đi. Nó chịu. Bà ngoại. Bà ngoại kia kêu bà ngoại vô kêu ngoại ơi. Vịnh màn kìa. Bà ngoại ơi. Như là mới nói tiếng bà ngoại thì phải. Ngoại ơi, chị Nhi kêu bà ngoại. Bà ngoại đâu, bà ngoại. Bà ngoại căng cái màn lên cho con nghe. Giống ngàn tiếng kêu bà ngoại. Bà ngoại vô đi ngoại. Đó, ngoại vô đi ngoại. Gái cưng ơi. Bà ngoại vô nè. Kêu ngoại mà kêu ngoại vô mà. Kim Long. Nói gì? Bà Kim Long này bà nước, đi ra ngoài. Kim Long. Tôi nói thăm. Đi ra ngoài đi. Cái tội. Kêu tên mẹ là Kim Long ra hả? Kêu ra. Kim Long là nó tên mẹ đó. Ngoài ra, ngoài ra, ngoài ra. Giang kìa. Gất tiền kìa. Trời ơi. Gất tiền ăn cướp người ta giật luôn á. Ngoại nói nghe nè. Con mặc cái áo đó vô cho nè. Ngoại dùm đi. Kim Long.
Tôi cái tâm. Giang hết. Rồi giang tâm đi ra ngoài. Rồi này để cho em mấy thay đồ. Cái đồ tự lạnh á. Thôi bây giờ thay luôn rồi đó, khỏi cần ai. Khỏi cần ai luôn đó. Tự thay ha. Nói gì tự thay vậy. Đây đưa đưa màn ra cho anh cầm đi. Màn đầu ướt luôn. Anh Thiện lại cầm anh Thiện. Không mấy kêu anh Tâm kìa. Anh Tâm rồi, Tâm rồi, máy xuất hiện rồi. Cầm máy đi cho anh Thiện vô đây. Đây cầm máy anh Tâm vô anh Tâm. Trai gái, trai gái. Chị Nhi, con trai hay là con gái vô? Trai hay gái vô? Chị Nhi. Em coi. Em. Tâm yên. Cầm yên. Nãy giờ tôi kêu hai lần rồi đó. Ngon nhất. Cũng là khùng. Đó, em chỉ rồi ở đây có coi ông nào có chỉ anh Thiện vô đó. Ừ, chỉ anh Thiện đó. Anh đứng kế bên này, đây em cầm máy anh Thiện vô đi anh Thiện. Anh Thiện vô thay đồ đó, anh Thiện vô anh Thiện. Kéo màn rồi đó, diễn cái tuần gì Nhi? Chị Tân Kim Loan là đúng tên luôn ha. Kim Loan vô bạn. Em vô trước mà em không có bị gì đó. Bay kìa, đó bay kìa, thấy chưa? Có làm gì đâu. Trong phòng nó cũng kêu tên đúng người thân ha. Đang nhớ cái gì đó. Trong đầu đang nhớ cái gì đó. Chứ đi làm rồi xong tôi ở nhà cho chứ nó dọn dẹp cái nhà có. Nhớ thì thôi lúc này nó cũng không thay đổi. Thì anh cũng thấy cái giờ nó sợ cột tư nó cần nghe nói là chịu một người là con. Em có nhớ con em không vậy? Em coi. Là cháu nó là bắt đầu xảy ra cái hiện tượng như vậy đó mày. Là tự nhiên hay là có cái gì mà lạ không mày? Có cái gì lạ? Lúc nó ở hôm nay ở Củ Chi nó mới 14 tuổi là nó tự nhiên nó không có gì hết. Dạ. Là coi như vậy ngoại nuôi là hồi 8-9 tháng tới là nó 14 tuổi là nó đi đó. Là ngoại nuôi là từ hồi lúc 8 tháng 9 tháng. Dạ. Rồi là mẹ nó có chồng khác, mẹ nó có chồng khác rồi cho nên nó mới ở với ngoại không được 14 tuổi. Rồi từ đó tới giờ nó đi tới giờ luôn. Mà nó làm quá trời, nó thấy là chửi la quá, lên hát la quá. Trời nó đói, đem cơm cho nó ăn, để trước mặt cho nó ăn. Thì thôi. Rồi, con gái gì đó, nó có tâm sự với chị ngày về không? Lúc đó thì nó đi về thì nó cũng kêu tâm sự, nó cũng nói chuyện vậy đó. Là bây giờ nó bệnh ngồi đó, nó giờ nó chung ra là nó nói xử gì đó, nó kêu bằng tên vậy đó. Rồi mỗi ngày á là gặp chị á là hồi cái bé Nhi nó sẽ làm cái gì vậy? Dạ. Mỗi ngày em gặp chị á, bé Nhi nó làm những hành động gì mà chị phải có khi em thấy chị chạy ra khỏi cái căn nhà này luôn là sao? Nó làm gì mà chị ý lo là cũng như kiểu như là nó kêu đi ra ngoài. Ừ. Nhà của nó. À. Rồi bắt đầu nó ra nó là nó trong này nè, nhà của nó. Rồi chỉ là đem cơm cho nó ăn rồi trong xôi ngon rồi nó nhà của nó rồi thôi chứ nó nói gì chứ nhà nó không ra ngoài. Không cho ở trong này. Vậy là chị cũng sợ chị mới đi ra hay sao? Dạ. Chị nói mẹ nè, nói cho chị em an tâm. Thì mẹ. Nói mẹ là chị tôi nói nó không gì không mà nó cũng vậy hả anh ơi. Chị phải nói mẹ là mẹ của con nè. Mẹ thương con. Hiện giờ bé nó đang thương, giống như mẹ thương con. Mình nói nhỏ nhẹ. Thương mấy cho nó ăn cơm. Yeah. Rồi mới tắm cho nó. Yeah. Rồi mới trải chiếu cho nó ngủ, văn mộng cho nó ngủ. Yeah. Rồi bắt đầu nó gỡ xuống. Đó em nói anh thiệt. Ý em coi nói... nó lợi dụng nó không ăn thì nó trội ra. Cái này bớt cho nó nửa tô cơm đây cái tô này. Ăn cơm nửa tô. Con đó đã được thịt cá gì đó, rau. Cho nó nửa tô, cái này dòng kia nó móc ăn.
ăn ngày trời đồng khi giờ nó mất 2-3 muỗng thì nó mất ăn hết trơn cũng có nữa. Yeah. Rồi cái là cái nó đưa cái tô đây cho mẹ con đem ra, cái nó cầm hoài à. nhầm khi ăn cơm thì nhầm bữa thì nó đem dục đại ra, nó ngồi nó dục vậy đó. Dạ, cũng nhầm lúc ha, nhầm lúc ăn, nhầm lúc thì không ăn ha. À, không ăn thì dục. Dạ. Không biết luôn. Có đúng rồi sao? Khóc cái gì à? Khóc cái gì? Giống như là đang giỡn với bạn, đang giỡn với một người bạn nha. Là dừa gì? Cái gì đâu mà tâm trạng thế? Sợ mất yêu đuôi thì cũng giống như em nữa sao? Sao mà có anh rồi? Yeah, thì lên nào, lên, em lên. Nếu mất yêu đuôi. Lên nè. Chị là thôi. Mày nói cho Linh nghe nè. Coi như vậy cho Nhi nó nghỉ cho khỏe lên. Nghe con. Action. Dẹo không? Dẹo không? Ủa? Ok đây coi. Ủa là sao cô? Đóng có rồi. Linh gì nữa cho cô? Bạn của chị Nhi là tên Linh ha. Bớ yêu người đó nè, lên nè. Lên xem như không biết, cứ nhắm mắt làm ngơ. Lên nè, ngoại nói nghe nè Lên. Kêu Nhi nó nghỉ đi con. Mà người đó cũng vừa là đi xa phải không? Nè, nói nghe nè. Nghe ngoại nói không? Nói với Nhi nghỉ đi, không có múa nhảy nữa, mệt dữ lắm. Giống như ra khỏi Nhi đi ha. Nghe con. Nhìn thấy số phận của người. Nghe không? Cho nó nghỉ nhớ mà nó hồi thơm. Em phải không? Em nhớ sao? Bao lâu nay rồi anh chuyện này em nói đâu rồi Linh. Tên dưới thương người sao? Tìm còn đâu? Chỉ là bạn là Linh ha. Là Linh. Ở bên người ta đấy là cái chuyện đó. Nghe quá hay luôn rồi Nhi ơi. Chỉ mong người sao cho vui tiếng cười. Và được hạnh phúc này. Nghe ngoại nói không? Bây giờ Linh á. Mùi. Linh cho Nhi nghỉ một chút được không? Thấy chưa? Để cả không nghe. Kiểu nó chịu không? Anh được mời lớp gì rồi. Ok. Mua cà phê uống được không? Cà phê chưa? Con muốn hả? Cà phê. Uống cà phê sữa phải không? Trời ơi. Cà phê sữa. Ngồi đàng hoàng nha. Ngồi đàng hoàng ngoại đi lấy cà phê sữa cho con uống nha. Dạ, thưa bây giờ mình nhảy nhót vậy đó, ngoại không mua. Đó là con uống cà phê sữa. Uống cà phê sữa phải không? Con uống cà phê sữa cho. Ok, ăn cái đi, ngoại đi mua liền. Rồi giờ nè, bây giờ nè Nhi. Ai Nhi đạo Phật cái đi rồi có sữa uống nè. Nhi. Ai Nhi đạo Phật cái đi có cà phê sữa uống nè. Cứ ngày uống có hai lần hả ngoài? Dạ, thích uống cà phê sữa hả ngoài? Rồi đỡ. Bây giờ chị uống cà phê sữa không nè? Quay lại đây nói chuyện với cô coi. Mua cho bé đi con. Thì có nhiêu đứa đó con hỏi. Gọi đời ơi đời ơi đời. Gọi đời ha. Gọi đời em đưa tôi biến sang đường. Nhiều hả? Bên kia bên này. Bây giờ
Ba lần mời cô giáo về. Đây là học sinh, đây là thầy giáo, chị ạ. Không còn là tiếng Trung nữa rồi. Đó, tiếng đấy. Tiếng Trung quá. Mày nói tiếng gì, đâu phải tiếng Trung Quốc. Tiếng Thiên. Đi. Cái chị nói chuyện với nó. Không phải tiếng Trung Quốc đâu. Dùng nữa. Phải tiếng Trung Quốc. Thay đồ thiệt đẹp đi. Uống cà phê sữa nè. Nè. Có người đợi con ở ngoài trước kìa. Thay đồ đẹp đi nè. Có người đợi Nhi đó. Thay đồ đẹp đi. Kèm. Không còn nhớ những gì quá khứ nữa rồi. Và hiện tại giờ là em giống như vô thức luôn. Không có gì đâu, không có gì. Mạnh chứ. Theo như nữ giờ ha là qua nhiều sắc thái lắm á, chứ không phải riêng một người nữa. Trên nữa mà cho nên mình gắn ăn cắp có quá khứ ô mà cho trên núi này nữa. Cô đi đó chưa biết á, biết cầm kẻ nó tay cái gì tán tán nữa ta mấy cái là nó đó. Cái này như là cái gì vậy? Không biết tên gì. Biến cố dội lắm. Ông già. Cái lúc có chồng bên Trung Quốc đó. Cái đi được. Gì bà nó. Đúng. Nên có cái cú sốc quá. Sao tôi? Nên bây giờ nói chung ra thì tâm trí bất loạn. Ông già đi sao chị Nhi? Chị Nhi đi kiểu ông già cho em coi coi. Chị Nhi, ông già đi sao chị đi coi. Ông già đi gì đó hả? Ông già. Bây giờ là hả? Rồi ông già nhảy nhạc làm sao? Ông già nhảy nhạc làm sao? Đúng không, nhảy nhạc đâu. Không có hả? Ông đi à? Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh no, yes. Oh yeah. Yes sir. Tiếng Anh luôn à? Yes sir. Tiếng Mỹ luôn à? Yes sir. Cái này chắc có nhiều lắm nè. Giống như là tiếp nhiều ấy lắm nè. Quá nhiều à. Cái này không riêng về tiếp xúc với người Trung đâu, mà tiếp xúc rất đa dạng. Có người Mỹ nè. Em mới học được những cái ngôn ngữ này nè. Có thể là trải qua rất là nhiều thứ rồi đó. Ai mà không biết giờ em ơi. Không dạ. Cái này lười bệnh thì nó hơi khác hơn một chút xíu. Đúng không? Người ta đâu có giống y gan như gì. Chắc cái này có những cái gì. Ngày mai mình sẽ mời người nào lại. Người cao hứng à, không? Chưa chắc. Có người như nhà đã nhờ rồi. Nhưng mà nhìn chưa ra. Giống như người đó chưa đủ để mình nhận ra cái này. Bây giờ, mình không thấy được. Theo nhận định của nhiều người, một là Trung Quốc, hai là Cam á, thì những cái đó nó anh cao lắm. Anh phải đúng người thì mới nhận ra được. Anh Nhi ơi, khách đợi kìa Nhi, mặc đồ đẹp lên Nhi. Em mở cao cửa ơi, bây giờ em ơi.